Kính chào các bạn học sinh thân mến, và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Và đối với hình thức này, các bạn thí sinh không tăng thêm số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển so với lúc ban đầu hoặc thay đổi về ưu tiên khu vực đối tượng. Các bạn truy cập vào website có địa chỉ là. Và đây là giao diện chính đăng nhập của website, và chúng ta sẽ tiến hành điền số chứng minh nhân dân cũng như mã đăng nhập và mã xác minh để tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, chúng ta sẽ chọn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh. Tại trang này sẽ hiện danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh của thí sinh. Ví dụ muốn thay đổi nguyện vọng 2 của thí sinh, chúng ta click chọn biểu tượng màu xanh. Ở đây, ví dụ chúng tôi muốn thay đổi thành trường xét tuyển khác, ví dụ như là Đại học Lạc Hồng, chúng ta sẽ gõ mã trường DLH. Ở đây chúng ta chọn ngành, ví dụ là ngành dược. Chúng ta chọn tổ hợp môn, ví dụ chúng ta chọn toán, lý, hóa. Sau khi chọn xong, chúng ta ấn chọn. Ở đây sẽ hiện ra thông báo tổ hợp môn chứa môn thi mà thí sinh không đăng ký dự thi. Như vậy, đối với thí sinh này sẽ đăng ký dự thi môn toán hóa sinh, nên chúng ta sẽ chọn lại toán hóa sinh và ấn chọn. Sau khi chúng ta thay đổi xong, chúng ta sẽ ấn lưu thông tin. Ở đây sẽ hiện ra bảng thông báo. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa những thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển của chúng ta. Ở phần xác nhận đăng ký, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký dự thi và nhắn tin theo cú pháp để nhận mã xác thực. Và mã xác thực sẽ hết hiệu lực sau 30 phút kể từ khi nhận tin nhắn. Chúng ta sẽ điền mã xác thực vào đây. Và thí sinh cũng lưu ý khi nhận hồ xác nhận sẽ không được điều chỉnh đăng ký xét tuyển. Và chúng ta sẽ ấn xác nhận. Như vậy là chúng tôi vừa hướng dẫn xong việc thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2017 bằng hình thức trực tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại.